tin nước Úc của tiểu bang Melbourne, Victoria vào ngày 28 tháng 9 năm 2020 vào lúc 12 giờ khuya, lệnh giới nghiêm đã được hủy bỏ, nhưng đi 5 cây số vẫn còn giữ lại, nếu ai sai lực sẽ bị phạt 5.000. Nhưng ngoài công viên được ra 5 người, nếu quá 5 người cũng không được. Quỳnh Hương quay đến đây là xin kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn lần sau. Và nhớ bấm đăng ký, like, share, ủng hộ giúp cho Quỳnh Hương nhé. Quỳnh Hương rất chân thành cảm ơn cô chú bác cùng anh chị em rất nhiều. Chúc cô chú bác cùng anh chị em thân thương xem clip thật là vui vẻ. Quỳnh Hương xin bye bye. Bye.